Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh YouTube Kiến trúc Phong Thủy Thái Nguyên. Và trong những video này thì Đức Trung đang cùng các cô chú anh chị đi vào những cái công năng chi tiết của ngôi nhà chúng ta để đảm bảo những nguyên tắc quan trọng cho việc bố trí và thiết kế công năng phong thủy trong ngôi nhà. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến một trong những công năng vô cùng quan trọng, và công năng này trực tiếp ảnh hưởng đến gia đạo của cô chú anh chị đấy. Đó chính là công năng phong thủy phòng thờ. Chúng ta biết rằng là đối với người dân Việt hoặc là các đất nước Đông Nam Á thì cái tín ngưỡng liên quan đến phong thủy thờ tự là một trong những tín ngưỡng vô cùng quan trọng và văn hóa ngàn đời nay và luôn được chúng ta ghi nhận và đón nhận, đúng không ạ? Đối với việc đó, phong thủy phòng thờ thì có cái yếu tố tác động đến con người hay không là một trong những yếu tố quan trọng. Chúng ta biết rằng là chúng ta câu nói dân gian, các cụ chúng ta vẫn nói là sống vì mồ vì mả, đúng không ạ? Hay là trong ngôi nhà mà nếu như có yếu tố về con đường sự nghiệp, công danh phát triển thì chúng ta phải chú ý ngay đến yếu tố đó là âm phần, phúc phần của các cụ thần linh gia tiên nhà mình phù hộ cho, đúng không? Bởi thế cho nên rằng là cái yếu tố về âm phần hay là yếu tố về phòng thờ hay yếu tố về nhà thờ họ là một trong những cái yếu tố phong thủy vô cùng quan trọng đối với công trình dương cơ, đối với con người và đối với con cái chúng ta đang sống trên trần thế, đúng không ạ? Và đối với việc phòng thờ của ngôi nhà cũng thế. Đây là nơi mà chúng ta đặc biệt cần phải chú ý vì nó sẽ tác động đến yếu tố gia đạo của ngôi nhà đấy, cũng như rằng là nó sẽ quyết định yếu tố họa phúc của ngôi nhà. Chúng ta biết rằng là cái sự tác động của âm phần nó thông qua việc nhịp gen sinh học tác động từ đời các cụ, ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng ta đến đời con cháu về sau, đúng không ạ? Và tùy cái việc nhịp độ trường sinh học của con cháu ở dương cơ có cái việc mà trùng khớp đối với nhịp sinh học mà độ vận của các cụ chúng ta, đúng không ạ? Thì người đấy sẽ được độ trì. Bởi vậy cho nên rằng là trong một gia đình hoặc trong một dòng họ có những người phất lên tốt, nhưng có những người cũng không có được phát triển, thì khả năng rất cao cái người mà phất lên tốt đấy là được các cụ độ trì cho đấy. Do đó rằng là cái việc mà chúng ta nhớ đến thần linh, tổ tiên, tiên tổ thì cũng chính là một trong những cái cách mà chúng ta có cái sự kết nối tâm linh, kết nối cái trường sinh học, kết nối cái nhịp dương cơ giữa trên dương cơ đối với âm phần. Và cái việc chúng ta chú trọng vào cái yếu tố công năng phong thủy phòng thờ là một trong những cái điều quan trọng để giúp cho cái tâm tính của chúng ta nó trở nên là khiêm nhường. Cái tâm tính chúng ta nhớ về tổ tiên, gia tiên để cái việc đức tin chúng ta luôn vững vàng. Và trong bất cứ những giai đoạn khó khăn nào của cuộc sống thì chúng ta luôn có một cái niềm tin tưởng và cái việc đó là chúng ta sẽ vượt qua được thông qua cái yếu tố đó, chúng ta có cái đức tính khiêm nhường đấy, chúng ta có cái sự yên tâm và cái việc gia đạo của chúng ta. Bởi vậy cho nên rằng là chú ý đến phong thủy phòng thờ là một trong những điều quan trọng. Nhưng cái việc là phòng thờ như thế nào thì mới đúng phong thủy, và những cái sai phạm như nào thì không phải cô chú chị nào cũng có thể nắm được. Và ngày hôm nay chúng ta cần phải đặt ra những cái nguyên tắc cũng như những cái tránh trong cái việc sai phạm phòng thờ như sau. Thì chúng sẽ xin phép đi vào chia sẻ nội dung video. Thứ nhất rằng là đối với việc là chúng ta lựa chọn cái vị trí đặt phòng thờ, nguyên tắc đầu tiên. Cái việc nguyên tắc đầu tiên là lựa chọn vị trí đặt phòng thờ, chúng ta cần phải chú ý. Rất nhiều các cô chú chị chúng ta lựa chọn cái vị trí đặt bàn thờ, lựa chọn vị trí đặt phòng thờ là bị sai, đặc biệt đối với nhà ống. Đối với phòng thờ, chúng ta biết rằng là phòng thờ là nơi mà chúng ta thờ tự tâm linh hương hỏa. Và cái việc đặc biệt là cái không gian phòng thờ nó cần phải có cái sự thoáng đãng, nó không cần phải quá chói sáng, nhưng đặc biệt là không được cái việc tù túng, u mịch hay là bị bế khí. Do đó rằng là cái việc mà đặt cái công năng phòng thờ mà lại sai bằng cách là đặt tụt phía đằng sau của tọa ngôi nhà là một trong những cái sai phạm, đặc biệt đối với nhà ống. Nhà ống thì chúng ta biết rằng là cái trục nhà nó dài, và rất nhiều các cô chú chị lại sai bằng cách là đặt cái phòng thờ lại tụt về cái phòng cuối cùng của ngôi nhà, tức là phần tọa ngôi nhà, thì khiến cái phòng đấy nó bí, nó không có cửa sổ, hoặc là nó bị bế khí. Đặc biệt những ngôi nhà mà có sự tiếp giáp ba bề bốn bên hết rồi, đúng không ạ, thì cái phòng đấy rất là bí luôn, vì hai bên người ta xây rồi, phía sau lưng người ta xây rồi thì lấy đâu ra khí vào, đúng không ạ? Thì đặt phòng thờ cái phòng đấy là một những cái sai phạm. Do đó là thường là đối với nhà ống hoặc đối với kể cả là nhà vuông và nhà vườn thế, thì cái không gian phòng thờ thường người ta sẽ đặt ở nơi nó có sự thoáng đãng, chứ không ai người ta đặt tụt ra phía đằng sau đấy cả. Nhưng trong khi đó thì một số những cái gia chủ mà phong thủy nhân tư vấn thì cái phòng thờ lại đặt tụt ở phía đằng sau, và đặc biệt là phía bên dưới lại là những công năng mà nó sai phạm nữa, thì đấy là những cái điều hoàn toàn là cần phải chú ý. Đức Trung San đang nói đến cái ý tứ tiếp theo, đó là cái việc là các công năng ở phía dưới phòng thờ cũng sai phạm. Ví dụ là phía dưới phòng thờ lại là nhà vệ sinh. Phía dưới phòng thờ đặt nhà vệ sinh là một trong những công năng sai phạm mà chúng ta tối kỵ đặt phải. Hay bên dưới phòng thờ lại là công năng của bể phốt, cầu tiêu thì cũng không có được. Bởi vì rằng là cái yếu tố thứ nhất ở đây chúng ta xét về yếu tố về âm dương ngũ hành đã bị sai. Phòng thờ ngũ hành thuộc âm hỏa, mà nhà vệ sinh hoặc bể phốt ngũ hành thuộc thủy, mà đấy là nơi ô uế nữa thì không ai người ta đặt dưới phòng thờ cả. Hay là phòng thờ lại đặt tiếp giáp vậy, tựa vào cái nhà vệ sinh thì đấy là những cái sai phạm. Hay phía bên trên cũng là nhà vệ sinh mà chúng ta sai phạm. Chúng ta lấy cái phòng thờ làm trung tâm thì chúng ta phải xét trên, dưới, trước, sau, trái, phải.
Mà nếu như trên dưới trước sau trái phải mà nó phạm phải những cái công năng liên quan đến nhà vệ sinh thì là một trong những đấy tối kỵ mà chúng ta tuyệt đối không được mắc phải. Đấy, bởi nó có sự xung khắc với âm dương ngũ hành. Và hai cái nơi này nó mang yếu tố về tính chất khác nhau. Nhà vệ sinh là nơi xảy ra ô uế, là nơi là ô uế đối với cái trường khí, đúng không ạ? Mà phòng thờ lại nơi chúng ta cần được sự thanh tịnh và sạch khí. Mà hai cái này mà đặt sát với nhau trên dưới nó bị phạm thì đến những cái sai phạm vô cùng nghiêm trọng. Vậy chúng ta cần phải chú ý đến cái vị trí đặt phòng thờ ha. Cái thứ hai đó là cái việc mà đặt phòng thờ lại trên khu vực bếp thì cũng không có được tốt. Phòng thờ là nơi mà chúng ta để nó tĩnh, nhưng phòng bếp là nơi mà suốt ngày mà chúng ta chặt nấu, đúng không ạ? Thì sục nấu nướng hỏa nó vượng, thì cái việc mà phòng bếp đặt giữa phòng thờ thì cái việc hỏa nó có sự đốt cháy nhau, khiến cho cái việc nó không có được vượng đối với việc phòng thờ. Do đó đặc biệt là phòng thờ mà các cô chú chị lại đang phòng thờ đấy là thờ cả gia tiên và thờ cả thờ Phật, mà bên dưới lại là cái bếp mà suốt ngày kỳ kẹt nấu nướng, mà nấu cả mặn, nấu cả chay và nấu cả sát sinh, đúng không ạ? Thì việc đấy nó không hề tốt. Do đó phòng thờ mà đặt trên phòng bếp là một trong những cái yếu tố mà chúng ta chú ý không nên gặp phải nha. Đấy. Rồi là một số các cô chú chị chúng ta cũng không hiểu nguyên tắc về cái việc là nắm về hướng của phòng thờ như thế nào, hướng của ban thờ như thế nào, mà chúng ta lại nghe theo các thầy bà tư vấn rằng là nhà cô chú chị là thuộc đông tứ trạch rồi tây tứ trạch, đông tứ mệnh tây tứ mệnh, do đó phải xoay cái bàn thờ nó được như thế này nó mới được hướng diên niên, xoay như thế này nó được sinh khí, xoay bàn thờ như kia là phạm ngũ quỷ, xoay kia là phạm tuyệt mệnh họa hại, do đó rằng là cái bàn thờ hay cái phòng thờ nó cứ vạy vẹo, nó cứ xoạy xẹo ra, nó không có đúng, nhìn về thẩm mỹ nó sai rồi, chứ chưa nói về yếu tố về phong thủy. Rất nhiều các cô chú chị rơi vào trường hợp đó, cái phòng thờ nó vuông vắn như thế nhưng mà nghe ông thầy bà ở đâu khuyên vớ vẩn rằng là tuổi của anh là phải xoay phòng bàn thờ như này mới được hướng diên niên sinh khí, thế là xây một cái vách nó chéo vẹo lên từ sàn cho đến trần, chéo lên xong đặt bàn thờ nó chếch chéo như thế để cố gắng lấy hướng. Xin thưa, đây là một trong những cái ngụy thư và trong những cái kiến thức vô cùng là vớ vẩn trong phong thủy chính phái, đặc biệt trong dương trạch, trong âm phần không có thầy chính phái nào sử dụng cái kiến thức này cả. Do đó rằng là thông qua cái video này, Đức Trung khuyến nghị các gia chủ đặc biệt cần phải chú ý cái phần kiến thức này. Chúng ta tuyệt đối không ứng dụng những kiến thức thuộc về bát trạch minh cảnh trong yếu tố về phong thủy âm phần liên quan đến phong thủy về phòng thờ, và dương trạch người ta cũng không ứng dụng này nữa. Do đó thông qua video này, Đức Trung cũng khuyến cáo đến tất cả các kiến trúc sư hoặc các thầy bà mà ứng dụng các kiến thức thuộc bát trạch minh cảnh, xong qua cái việc tư vấn các gia chủ xoay cái bàn thờ để mà cố gắng lấy diên niên thiên y sinh khí, thì khuyên các đồng chí là nghiên cứu lại về bộ môn phong thủy chính phái. Đặc biệt nếu có cơ duyên nghiên cứu về các kiến thức về phong thủy tam hợp phái thì hãy đi theo con đường đấy, chứ đừng nghiên cứu những kiến thức về phong thủy bát trạch để rồi làm cho các gia chủ mụ mị về kiến thức, cũng như làm xấu đi cái kiến thức của phong thủy chính tông, thì đây là một trong những cái sự sai phạm nghiêm trọng. Đây là những cái kiến thức đáng lên án đối với các ông thầy bà hoặc các kiến trúc sư nghiên cứu phong thủy một cách ẩm ở không đâu vào đâu cả, đúng không ạ? Thì các gia chủ cần phải chú ý việc này. Rất nhiều các gia chủ cố gắng lấy hướng, đặc biệt là đặt ban thờ lại còn ngược lại đối với hướng nhà, thì đều những cái sai phạm nghiêm trọng. Đặt ban thờ ngược hướng nhà, ví dụ này hạn, cái ban thờ nó đặt ra phía, có nghĩa là chúng ta hiểu là cái phần hướng của ban thờ nó xoay, nó quay về phía tọa, thì đối với cái việc mà đặt ban thờ nó ngược hoàn toàn. Cái ban thờ thường 80% là ban thờ sẽ đặt cùng hướng với hướng nhà để lấy yếu tố về minh đường. Tức là quang cảnh phía trước ngôi nhà nó cần phải có sự thoáng đãng, không có để ví dụ như là cây cối tùm nó che khuất hết, hoặc là treo răng quần áo mịt mù phía trước phòng thờ, cái việc đấy nó không hề tốt. Do đó rằng là đặt ban thờ ngược hướng nhà lại còn cố gắng xoay ban thờ chếch chéo chéo, nó không có tựa vững để mà cố gắng lấy việc đó là hướng diên niên thiên y sinh khí. Đây là một trong những kiến thức ngụy thư, đây là một trong những kiến thức xuyên tạc và sai lầm hoàn toàn đối với phong thủy chính phái mà các cô chú chị thông qua video này cần phải chú ý, và đưa những lời khuyên tốt nhất dành cho các người thân trong gia đình mình đối với việc phong thủy thờ tự, đúng không ạ? Hay là đối với việc ban thờ mà chúng ta đã đặt mà tựa vào ban thờ rồi nhưng phía bên trên lại lòi ra một cái rầm, và cái rầm này nó đèo ban thờ thì không có tốt. Đối với việc mà như thế thì chúng ta nên cần phải chú ý là ví dụ làm lại xây cái tường, mà xác định cái tường mà đặt ban thờ, chúng ta không xây tường 10 nữa, chúng ta sẽ làm tường 20 để che đi cái rầm phía bên trên, để chúng ta đặt ban thờ tựa vững vào đó mà không để cái mép rầm nó đè vào nhé. Thì cái việc đấy là các cô chú chị cần phải chú ý. Đặc biệt trong yếu tố chúng ta nói đến việc là nhắc đến phòng thờ hay là nhắc đến các cái yếu tố ứng dụng phong thủy thì nó phải nhắc đến yếu tố tụ được khí. Nhưng tụ được khí ở đây đối với cái yếu tố thờ tự các cô chú chị thì chúng ta lại bị sai. Sai thông qua cái việc đó là ban thờ ở đây là không có cốt. Tức là yếu tố về thờ tự bát nhang không có hề có cốt. Thì cái việc không tụ được khí cũng như là không mang yếu tố về tịch tà được. Bởi vậy cho nên rằng là trong ngoài cái việc bát hương có cho nếp ở phía bên trong thì chúng ta cần phải chú ý sử dụng bộ cốt thất bảo để nạp vào phía bên trong.
thì cái việc này cần phải chú ý nhất định. Thì hãy lưu tâm sử dụng bộ cốt bát hương mà đang hiển thị ở trên video màn hình. Thì các cô chú anh chị sử dụng bộ cốt bát hương này thực hiện các nghi thức liên quan đến bốc bát hương mà Phong Thủy Thái Nguyên hướng dẫn bởi ứng dụng, để việc bát hương có cái bộ cốt phía bên trong để ấm hương hỏa cũng như là dẫn truyền ý niệm cầu tự chúng ta trở nên tốt hơn. Thì đây cần phải hết sức mà chúng ta chú trọng cũng như thực hiện đúng nguyên tắc, đã không thờ tự thôi mà thờ tự còn đúng nguyên tắc. Hay là một cái những nguyên tắc quan trọng khác nữa mà chúng ta cần phải chú ý, đó là số lượng bát hương ở trên bàn thờ. Thường là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng phong thủy, ứng dụng phong thủy, chúng ta sử dụng số lẻ, ví dụ số 1, số 3 đấy, thì cũng không có trên bàn thờ nào mà thờ đến 5 bát hương cả. Do đó là nếu chúng ta thờ tự, một là chúng ta thờ 1 bát hương, hai là chúng ta tách hẳn ra 3 bát hương, chứ không có thể thờ lẻ số 2 hoặc số 4 bát hương cả. Đấy, do đó rằng là nếu như thờ 1 bát hương thì bát hương ở đấy chúng ta hiểu rằng là thờ thần linh, gia tiên và bà cố mãnh, chúng ta thờ gộp vào 1 bát. Còn nếu chúng ta tách ra làm 3 bát thì 3 bát đấy sẽ bao gồm là bát thần linh, bát gia tiên và bát bà cố mãnh cũng sẽ được thờ tách riêng ra, giống như là cái đồ hình bố trí về bàn thờ các cô chú anh chị nhìn thấy trong bộ hồ sơ tư vấn phong thủy của Phong Thủy Nguyên thì cũng được chia sẻ rất rõ liên quan đến việc bố trí bàn thờ như nào theo lối tam sự, theo lối ngũ sự và tách ra 3 bát bao gồm bát thần linh, bát gia tiên, bát bà cố mãnh, chứ không thể là 4 bát được, đúng nhá. Đấy, thì chúng ta cần phải chú ý cái việc thờ tự phòng thờ như này. Hay là một trong những cái sai phạm nữa mà chúng ta cần phải chú ý, đó là bàn thờ của gia tiên mà lại đối diện với bàn thờ Phật. Thì trong cái việc như thế này thì chúng ta không có nên. Thì thường đối với phòng thờ mà chúng ta thờ cả bàn thờ Phật thì một, chúng ta thờ cùng hướng, tức là bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên chúng ta cùng tọa vào một hướng. Hai là bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên chúng ta vuông góc với nhau chứ không đối diện nhau nhé. Không đối diện nhau. Vì rằng là đối với Phật Thánh và gia tiên của chúng ta thì sẽ luôn có một cái sự tách biệt hoàn toàn. Do đó rằng là đối diện nhau là cái sự đối xung, chúng ta không nên như vậy. Và ban thờ Phật chúng ta luôn chú ý là cao hơn đối với ban thờ thần linh gia tiên chúng ta. Và ban thờ Phật cần phải tách riêng ra nhé. Thì đây là một trong những cái nguyên tắc quan trọng trong việc thờ tự mà chúng ta cần phải chú ý. Thì cô chú anh chị nếu mà chưa hiểu, chúng ta nghe đi nghe lại video và chia sẻ video đến với nhiều người hơn, để các thành viên gia đình cũng như là các người thân chúng ta nắm được yếu tố thờ tự tâm linh thật là tốt. Và để mà tư vấn kỹ hơn liên quan đến yếu tố phong thủy cho cái yếu tố phòng thờ, các cô chú chị có thể gọi điện đến số 1900292 bấm nhanh số 2, hoặc là gọi để lại cái thông tin ở dưới câu hỏi phần bình luận bao gồm là họ tên cộng với năm sinh cộng số điện thoại cộng với câu hỏi cần được giải đáp. Thì nói chung là thầy Tam Nguyên cũng sẽ, đội ngũ trợ lý cũng sẽ tư vấn kỹ càng hơn. Ngoài ra trong cái việc để mà kiến tạo lên một cái không gian sống hài hòa cả về âm dương phần, kể cả dương trạch hay là âm phần, làm sao hài hòa giữa âm dương và ngũ hành, thì cô chú chị khuyên rằng là hãy sử dụng dịch vụ tư vấn liên quan đến yếu tố về khảo sát, tư vấn thiết kế và lập lên bộ hồ sơ công năng phong thủy như thế này, thì sẽ giúp cho cô chú chị thực hiện ngôi nhà chúng ta trở nên tốt hơn. Và với cái bộ hồ sơ thiết kế tư vấn công năng phong thủy, hay còn gọi là bộ hồ sơ tư vấn phong thủy như thế này ấy, thì Phong Thủy Thái Nguyên chia sẻ tư vấn rất kỹ liên quan đến yếu tố thiết kế nên công năng nội cục trong ngôi nhà như thế nào thông qua các bản vẽ như thế này, hay là các hạng mục liên quan đến động thổ, chấn trạch, hay là các yếu tố về kích thước cổng cửa, họa tiết màu sơn được thể hiện rất rõ. Và đặc biệt cái phần liên quan đến bố trí phòng thờ hoặc là các cái bố trí không gian bàn thờ như nào thì cũng được chia sẻ rất cụ thể ở trên đây. Thì các cô chú chị lên lưu tâm ứng dụng cái kiến thức trong cái bộ hồ sơ này nhé. Ngoài ra cái việc mà sử dụng cái yếu tố về vật phẩm phong thủy làm nào để kích hoạt những yếu tố về phúc khí trong ngôi nhà, thì chúng ta cũng có thể lưu tâm sử dụng một số vật phẩm phong thủy, ví dụ như là tháp văn xương, để mà kích hoạt thêm yếu tố về phúc khí, kỵ tà, cũng như là tăng thêm yếu tố về học hành, gia đạo cho gia đình trở nên bình ổn, giúp con cháu và các thành viên phát triển sự nghiệp tốt hơn. Hoặc là chúng ta đã sử dụng tranh để mà treo trong phòng thờ, thì chúng ta tuyệt đối không sử dụng các loại tranh mà mang yếu tố về hình thái nó quá là mụ mị, hay là quá nhiều cái hình thù nó dị hoặc, mà chúng ta nên sử dụng các loại tranh đèn nã, và đặc biệt là có thể sử dụng tranh bách phúc. Thì cũng sẽ là một trong những phương án rất là tốt mà các cô chú chị chú ý. Hãy có thể liên lạc đến đội ngũ trợ lý để được tư vấn nhiều hơn về các vật phẩm phong thủy này nhé. Và đón nhận những video mới nhất thì các cô chú chị hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất. Ngoài ra các cô chú chị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để được tư vấn trực tiếp kỹ hơn nha. Cụ thể thì hãy sử dụng bộ hồ sơ tư vấn phong thủy này để giúp cho ngôi nhà chúng ta trở nên tốt nhất. Đức Trung xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào.